Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày cuối tuần ha, là cái ngày mà em cũng hơi rảnh một tí xíu, thì nhân cái lúc mà em mới mua những cái cây lan này đây. Cái cây này em mua cũng trên mạng thôi. Nói chung là em sẽ chia sẻ, cũng có nhiều người hỏi em là cái cách mà mình mua cái cây lan về mình xử lý như thế nào trước khi mình đưa vào chậu ha. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một tí xíu về cái cách mà xử lý của em bằng một cái cách mà gọn lẹ nhất ha. Rồi, như mọi người cũng đã thấy là em treo ngược những cái cây lan này lên ha. Thì nếu nói thật sự ra thì những cái cây này thì em đã mua mua tầm khoảng là cỡ 3 ngày rồi. Thì do em bận công việc nên không có ở nhà nên không có thể trồng ngay được. Thì trước khi mà em mua những cái cây lan này về á, thì em đã xử lý nó bằng cái cách là mình sẽ cắt những cái phần rễ này ha. Tí xíu em sẽ mở ra cho mọi người coi. Thì những cái cây này em đã tháo ra cho mọi người xem rồi ha. Thì cái bước đầu tiên mà chúng ta mà mua những cái cây lan này về á, thì chúng ta đừng có vội mà lấy ra xong làm chúng ta sẽ cung cấp nước liền. Vì một số người là sợ là cái cây mình đã vận chuyển 2-3 ngày á, thì cái cây này nó sẽ mất nước ha. Và mình bổ sung nước liền thì cái điều đó nó khá là sai khi mà mọi người mới 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 mua lan vài lần đầu ha. Tại vì khi mà cái môi trường sống của những cái người mà trồng những cái cây lan này nè, là cái môi trường và cái nhiệt độ và cái khí hậu nó khác với cái môi trường ở nhà mình. Thì khi mà mình mua về á, thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta để những cái nơi nào mà bóng râm nó mát một tí xíu, mình để khoảng cỡ nửa ngày hoặc một ngày ha. Sau mình để nửa ngày hoặc một ngày cho cái cây nó quen với cái khí hậu ở đây á, với cái nhiệt độ ở đây á, thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta tưới sơ một cái lớp nước ha, nước sạch ha, tưới sơ một cái lớp nước và chúng ta treo ngược giống hồi nãy mà em treo á. Thì chúng ta sẽ treo ngược cái cây đó đi và chúng ta sẽ tưới nước để bù đắp những cái lượng nước nó đã mất đi trong quá trình vận chuyển ha. Rồi xong, khi mà chúng ta đã y như cái cây này là em lấy vào buổi sáng sớm vào 9 giờ ha, thì cỡ chiều cỡ 3-4 giờ là em tưới nước cho nó, em bổ sung nước cho nó rồi. Thì mình tưới nước đó xong mình để khoảng nửa tiếng cho nó ráo đi ha. Nó ráo đi rồi mình tiến hành mình sẽ những cái rễ nè. Đó, mọi người thấy không, những cái rễ nếu mà nó dài quá thì mình sẽ tỉa bớt những cái rễ nào mà thú nhũng hoặc là những cái rễ chết đó, thì mình sẽ tỉa cho nó gọn đi. Thông thường thì trên mạng thì người ta thường tỉa khoảng 1 đến 2 cm cho nó đều hết. Thì em thấy những cái rễ này nó còn tươi quá, tại em mua mấy lần rồi. Thì những cái rễ này nếu mà nó còn tươi thì em để nó như vậy luôn, em không tỉa nữa. Thì em tỉa những cái rễ nào mà thú nhũng hoặc là nó dài, nó lia thia, những cái rễ khô chết thôi. Còn không thì em để y như vậy ha. Thì tùy mọi người thôi, mọi người có thể là cắt gọn nó còn khoảng 1 đến 2 cm. Đó. Sau khi mà chúng ta đã tiến hành tỉa rễ đồ xong á, thì chúng ta sẽ treo ngược, chúng ta sẽ phun phi san ha. Cái mục đích mà chúng ta phun phun phi san á, thì chúng ta sẽ phun cho nó để chúng ta sát khuẩn, diệt khuẩn nó ha, để cho những cái nấm mốc đồ này kia nó không còn đọng lại, thì chúng ta trồng cái cây lan chúng ta sẽ khỏe hơn. Thì đối với những cái phi san này á, loại phi san này là loại phi san mới nè mọi người. Em cũng bon chen lắm, thấy trên mạng người ta bán cái loại phi san lạnh này thấy đẹp quá, cũng cũng gán kiếm cái chỗ này mua nó cũng cực lắm, tại thấy cái màu xanh với cái này nó đẹp quá. Còn cái chai phi xanh cũ của mình là phi xanh thường ha, nó cũng cùng một hãng cùng một loại, nhưng mà loại này nó ra loại mới là phi xanh lạnh. Thì chúng ta nên là treo ngược phun ha, treo ngược phun thì 1 cc cho một lít nước ha mọi người ha. Thì chúng ta sẽ phun ướt đẫm hết từng rễ cho đến hai mặt lá luôn, mặt trước mặt sau lá rồi thân lá đồ này kia. Rồi chúng ta phun xong thì chúng ta để cho nó ráo ha. Sau khi mà mình phun phi san á, thì mình treo ngược lên khoảng cái bữa tối đó thì mình treo ha, mình phun xong mình treo. Tại vì mình đi làm 2 ngày không có về, hôm nay mới về thì mình treo ngược lên, thì mình tưới cứ một ngày mình tưới 3-4 lần nước vậy ha. Mình cứ treo ngược mình phun nước cho nó ẩm, nó giữ ẩm thôi.
Thì khi mà tưới nước á, thì mình có lấy á, mình còn có mua cái loại này hả, cái loại Hùng Nguyễn chắc mọi người biết rồi. Cái loại Hùng Nguyễn này thì cái chai 20.000 thôi đó, chế phẩm Hùng Nguyễn cho hoa lan và cây cảnh nè. Thì mình treo ngược, trong quá trình mình treo ngược trong 2 ngày mình không có nhà thì mình có nhờ mẹ mình phun, là trong 1 lít nước thì mình nhỏ 10 giọt này thôi ha, 1 lít nước thì mình nhỏ 10 giọt Hùng Nguyễn thôi, để mình pha chung với cái nước đó. Thì mình cứ phun thường xuyên, một ngày mình tưới 3 đến 4 lần cho những cái cây này mà mình giữ ẩm ha. Thì tới bây giờ thì nó đã tươi hơn nhiều rồi nè, cái lá nó tươi hơn là cái lúc mình mua về ha. Thì bây giờ trước khi mà hôm nay mình rảnh, hôm nay là ngày thứ ba rồi, mình mua cái cây này được 3 4 ngày rồi, thì hôm nay mình quyết định mình trồng lên cái cây á. Thì mình sẽ ngâm qua một cái lớp Hùng Nguyễn nữa ha. Y như mọi người thấy nè, mình nếu mà mình để ý đó, thấy không, mấy cái rễ của nó bắt đầu nó tươi tươi, nó cũng mới đâm nhẹ nhẹ ra này đó nè, mọi người thấy không, đó nó xanh xanh nè, nó đâm ra nhẹ thôi, là những cái rễ nó đâm ra rồi. Mình sẽ ngâm những cái cây này ha, ngâm ngâm với một nước Hồng Quyển nữa, mình sẽ ngâm khoảng nửa tiếng ha, ngâm nửa tiếng thôi thì mình bắt đầu mình lấy ra, mình sẽ trồng lên giá thể luôn, tại vì mình mua cây này 3 4 ngày rồi. Thì nếu như mà mọi người có thời gian rảnh á, thì mình phun phi san á, phun phi san tối hôm nay thì sáng mai mình có thể ngâm như vậy được, chứ còn em thì không có thời gian ở nhà nên em chỉ pha, em kêu người nhà phun tưới ẩm cho cây thôi. Nhưng mà điều đó cũng tốt chứ không có gì. Nếu mà mình có thời gian liền á, thì mình làm, mình ngâm một ngày xong mình để qua ngày sau mình có thể ghép được rồi. Còn em thì cỡ 3 ngày sau ha. Rồi bây giờ mình kiếm một cái khay nào đó để cho nó vừa với như vậy nè. Đó, nó vừa như vậy nó đỡ, tiết kiệm cái không gian hơn. Còn nếu mà mình làm mấy cái chậu đồ mình ngâm vô thì tốn rất nhiều nước, thì tốn rất nhiều nước Hồng Nguyễn ha. Đối với những cái cây nào mà héo không có tươi á, thì mình có thể là ngâm 2 ngày 3 ngày với cái nước này rồi mình sẽ tiến hành mình ghép vào giá tỏi ha. Còn đối với những cái cây em mua thì nó cũng còn tươi ha, nó cũng còn tươi. À, em tưới nước chứ phun Hồng Nguyễn bữa giờ thì nó tươi lá rồi, nên em chỉ cần, hôm nay là ngày thứ ba em mua rồi nên chỉ cần ngâm ngâm nước Hồng Nguyễn nữa thì chúng ta sẽ tiến hành ghép vào giá thể luôn. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ngâm ha. Thì cái đây là 1 lít nước nè, thì mình sẽ giỏ nhỏ 20 giọt Hùng Nguyễn ha. Mình trước khi nhỏ thì mình sẽ lắc đều cái Hùng Nguyễn này lên, rồi mình nhỏ 20 giọt ha, 20 giọt cho 1 lít nước nha mọi người. Ok, đúng 20 giọt giọt của Hùng Nguyễn rồi mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ ngâm ha. Rồi mình sẽ quậy lấy cái muỗng này quậy đi, lấy cái muỗng này quậy đỡ ha. Do cái thau này mình lủng ha, mình sẽ thay cái thau khác, nó bị lủng nó chảy nước ra. Rồi, ok ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ngâm. Thì mình sẽ ngâm như vậy thôi, ngâm những cái rễ này để cho nó, mấy cây con thì mình ngâm ướt luôn cũng được. Nếu được thì mọi người kiếm cái khay nào á mà cho mình có thể ngâm ngập lá luôn cũng được, còn không thì mình cứ ngâm rễ như vậy thôi cũng được ha. Mình ngâm trong vòng nửa tiếng đến 45 phút thì mình sẽ vớt ra, mình sẽ ghép vào giá thể luôn ha. Có thể là mình sẽ ngâm cái phần rễ này khoảng nửa tiếng, xong rồi mình sẽ ngâm cái phần lá xuống đây ha, khoảng nửa tiếng nữa cũng được. Thì em sẽ làm cách đó, mình sẽ ngâm phần rễ trước, tí xíu mình sẽ ngâm phần lá, tại vì mình tiết kiệm nước với thuốc, với lại cái không gian ở đây nó không có vừa lấp hết được, nên mình có thể ngâm cái rễ trước xong mình mới ngâm cái phần lá xuống sau ha. Rồi bây giờ cỡ nửa tiếng sau mình sẽ vớt ra ha.
Hôm nay là cái ngày lần lần ngâm thứ hai của em ha, thì em đã quyết định là ngâm 2 lần. Ngày hôm qua em tính ngâm 1 lần đó rồi em ghép vào giá thể luôn, nhưng mà em quyết định là cũng ngâm ngày hôm qua rồi mình treo ngược, xong hôm nay vào buổi sáng hôm nay em lại ngâm 1 lần hùng quyển nữa ha. Cái nước ngày hôm qua mình còn á thì mình có thể giữ lại mình ngâm tiếp ha. Thì hồi nãy em đã ngâm cái phần phần rễ này rồi, thì bây giờ em đang quay đầu lại ngâm cái phần lá, thì nãy giờ cũng được gần nửa tiếng rồi. Thì bây giờ em sẽ vớt ra và mình sẽ tiến hành mình ghép vào cái giá thể chậu ha. Thì tùy mọi người, nếu mà muốn ghép vào giá thể chậu thì ghép, còn muốn ghép gỗ thì ghép, thì tùy mọi người ha. Và mọi người nếu mà đúng với những cái cây á mà chúng ta mua về á mà nó rễ nó đã khô, nó không còn rễ non và tươi nữa đó, thì mình mới tiến hành là mình ngâm cái nước này để mình kích rễ đồ, mình giúp cho cây nó khỏe mà nó phát triển rễ ha. Còn đối với những cái cây mà mình mua á mà nó đã có rễ non xanh rồi á thì chúng ta không cần phải ngâm gì đâu, mà chúng ta chỉ cần phun thôi, mình chỉ cần tưới hồng quyển thôi nha, chứ không có ngâm, tại vì mình ngâm nhiều khi nó lại hỏng những cái rễ non đó đó. Đây em sẽ cho mọi người coi cái cây, những cái cây kia mà mình mua nó có rễ sẵn, là mình chỉ cần là phun phi san xong rồi mình phun phi san xong để cho ráo rồi mình ghép vào giá thể là mình chỉ phun hồng quyển thôi nha. Rồi em sẽ cho mọi người coi. Đó, đây mọi người thấy không? Đây là những cái cây con, kỳ con á mình mua á, là nó có rễ sẵn như thế này rồi. Thì mình không có cần mà mình phải ngâm cái kia để mình kích rễ nó làm chi nữa, mình chỉ cần là phun phi san diệt nấm quẩn xong rồi mình để cho nó khô rồi mình tiến hành mình ghép vào giá thể luôn. Đây cái cây này em ghép được 3 4 5 ngày rồi ha. Đó bây giờ rễ nó đang mọc, nó đang bám từ từ xuống nè mọi người thấy không? Đó, đối với những cây này thì chúng ta không cần ngâm nha. Nếu mà ngâm có thể là dẫn đến là những cái rễ non của nó sẽ bị úng á, bị thối, bị hư á nha. Thì mình chỉ cần là phun phi san diệt nấm quẩn rồi mình sẽ gắp vào giá thể luôn. Và mình sẽ phun cho nó hồng nguyễn là 1 lít, mình chỉ nhỏ 10 giọt hồng nguyễn thôi. Đây cái cây này cũng vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Đối với những cây mà còn rễ sẵn thì chúng ta không không có cần phải ngâm để kích rễ nữa. Và tại vì rễ nó đã có rồi, mình chỉ giúp cho nó phát triển rễ nó mạnh thôi. Rồi thì đến đây thì em cũng xong cái đoạn clip mà mình xử lý cái giá thể cây lan mình mới mua về, mình cần làm những gì ha. Thì nó rất đơn giản, mình chỉ cần mua những cái hũ hùng nguyễn thôi, chỉ có 20.000 thôi. Trong cái hùng nguyễn thì nó có gồm những cái chất vitamin rồi chất kích rễ rồi kích rễ rồi cũng diệt nấm khuẩn luôn. Trong cái thành phần của hùng nguyễn nó cũng có thành phần diệt nấm khuẩn đồ quy khuẩn rồi luôn ha, thì mình xài rất là tiện lợi. Thì em xin chúc mọi người thành công ha.